Lại lên tiếp mấy đi hàng Nhật nốt cho bác nhé. Đây đang bác nốt đây. Tiếp tục báo cho bác luôn. Bác nào là thích món nào thì chú ý giúp em là chụp ảnh Zalo, gửi vào Zalo giúp em báo giá luôn cho. Còn sau sau cái clip này thì khoảng độ nửa tiếng hoặc 1 tiếng nữa em Tuấn mới tổng hợp giá em báo lại, bởi vì là không may có những con lỗi. Nếu như chốt cho bác trước thì sau bác chuyển tiền em lại phải chuyển lại. Nên là bây giờ hiện tại em báo giá là bác nào thích những con nào thì chụp ảnh gửi Zalo 0911 169961 em báo cho. Tiếp tục đĩa này nhé, đĩa này có nhiều loa lắm, đĩa này có nhiều loa, toàn loa cao cấp. Để sau đây em mà cho vào cho bác luôn nó nhanh. Các bác thích loa trước hay gì trước, có nhiều nhiều bác thích loa nữa mà nhé. Cho các bác hai con loa trước thì cho sướng nhé. Lấy đĩa này thì phụ kiện này, đĩa này loa này, đây loa này. Em nói thật bác là em tiếc nhá, em tiếc chất con loa này em mới đóng hàng từ bên Nhật về, nhưng mà thật ra là nguyên con loa này nó nướng của em rất là nhiều tiền cước, bởi vì nó nhỏ gọn như thế này thôi nhưng nó quá nặng, mấy cân một con loa này. Thành ra là con loa này mua nếu mà đấu giá bên Nhật về thì quá đắt tiền, thành ra đắt tiền đấy. Thôi nốt lần này là nhập về thôi, lần sau dại không dại đâu, bởi vì cái dòng Henry này này nó nặng như một cục đá luôn bác, bảo đây toàn này đấy, nặng như thế này cơ mà Henry đấy. Các bác nhìn này, màng này nhá, màng carbon nhá, con này không khủng à. Để cho bác 1,9 triệu đôi này, một đôi nhá, có một đôi đấy, 1,9 triệu nhá, 1,9 triệu đôi là Henry này. Henry hàng giá trị của nó lắm, đây 1 triệu đôi đây, một đôi đấy, một đôi Henry nhá, đôi này cũng chết tiền cước, 1,9 triệu một đôi. Đây là ai còn muốn có cả đôi tay nòi bác này, đây một đôi tay nòi nữa này. Này tay nòi đây, tay nòi là để cho bác ui tay nòi chất của nó này, bác nhìn này, nhìn kiểu này chất này cơ mà. Đôi tay nòi này để cho bác mức giá 1,960,000 tay nòi, 1,960,000 đôi là tay nòi này nhé, 1,960. Còn sau đây thì lên loa tiếp, sau tiếp tục lên phụ kiện cho bác đi. Phụ kiện này thì loa tất cả em, tại sao em nói giá được luôn, bởi vì là loa này em bao sống cho bác, em bao sống được. Nhưng mà những cái phụ kiện này là các bác phải chụp ảnh gửi cho em riêng vào Zalo, lúc nữa khi bác chụp vào đấy thì em Tuấn sẽ kiểm tra em mới báo giá cho bác được, bởi vì là bây giờ chưa báo giá được, của những cái nó chết thì báo giá cho bác thành ra nó rất là dở đúng không ạ. Còn em trước sau em sẽ báo giá, nhưng mà báo giá ngay bây giờ thì nhỡ cái không may nó chết thì thành ra nó hớ của các bác ấy, nó không thích, nhưng là thành ra là đấy nhá. Bác nào thích đọc báo của Nhật thì em gửi cho ít báo nhé, báo Nhật thừa nhiều lắm, báo Nhật xem có tin tức gì nhiều lắm. Đây bắt đầu này, lại tai nghe tiếp, một con gaming nhá, tai nghe con gaming còn nguyên hộp luôn này, nguyên hộp luôn này, gaming này, con này chưa dùng tí nào luôn, tai của nó phê thế này cơ mà. Mở ra cho bác, bây giờ là ai muốn xem, nhưng mà muốn xem thì lại mất thời gian quá, nhưng mà thôi đành cho bác nhé. Này bác nhìn, chưa một lần đeo nhá, những con tai nghe này chưa một lần đeo, mic này đúng mic, những con tai nghe này phải nói luôn là nó giá trị lắm đấy, được chưa, có mic giao tiếp luôn nhá, cấp nguồn USB. Những con này mà bác nào nghe nhạc hoặc là cái này trực tuyến thì ok đấy, con này làm chương trình sự kiện tuyệt vời đấy, chân giác của nó này cơ mà đấy nha. Game mình, một con game mình mới tinh luôn, nguyên xốp nguyên thùng luôn, một con game mình này. Lại lên một con khác đi, tránh tai nghe được tí nữa. Tiếp tục con gì đây, ai già, một con loa bao nhìn này, con loa rất là nhỏ gọn nhá, sao nó gọn này, nút nguồn này gọn rất là chất luôn đấy. Ô cha cha, con này loa Anken Bluetooth có nút sạc đây. Con nào thích những con này nhỏ gọn nhá, cầm tay này thế thôi nhưng mà chất lắm đấy. Bao nhiêu con loa như này hôm qua các bác tranh nhau rồi đấy. Con Anken đấy này, con nào thích chụp ảnh thì Zalo 0911 169961. Tiếp tục con đấy này, tiếp tục một con gì đây nữa bác, con này con gì em chả biết nó là cái gì đây nữa, lạ hoắc. Con nhìn thấy nó là cái gì, nó bốn cái móc,
này, nó bốn cái móc móc ở bốn chân, có nút on ở play này, có volume vặn to nhỏ đây này, có volume vặn to nhỏ này, mình nhìn thấy volume vặn to nhỏ này, on ở play này, không chả biết nó là cái gì đã, con nào biết thì cứ hỏi tí em báo này. Con này hình như là con game à, game móc thì đấy vậy. Chịu, không biết nó là cái gì luôn. Giờ nhập về như lúc bó tay luôn bác. Đây nha bác nhìn này, hình của nó đây, hình ở đây nhá, đây ạ, bác nhìn thấy chưa? Đấy, bác nào thích con này thì báo em Tuấn báo cho nhá. Đây, chưa hình dung nó là cái gì. Đấy, để đây thôi. Tiếp đến là cái gì đây? Cái gì đây? À, một con ấm siêu, một con ấm siêu tốc. Ok, ấm siêu tốc không biết chạy được không. Nếu mà hàng này mà bao sống cho bác nhá, nếu sống để cho bác 600k, một con ấm siêu tốc. Ui dồi ôi, con loa này này, con này là giá trị bác này. Này em cầm nó nặng trịch luôn, một con loa này đấy, thương hiệu nó là dòng này, bác nhìn chưa, nặng trịch luôn này. Ui trời mẹ ơi, con này là con gì đây bác? Bác đọc xem nó là cái gì. Cái gì bốc đây? Con này, những con này không rẻ tiền đâu bác ạ. Riêng những con này không rẻ tiền đâu. Đây này, có cổng sạc này, cổng cắm 3.5 này, cổng kết nối giao diện hai mũi tên này rồi. Còn xem gì nữa? À đây, đây còn cổng gì đấy nữa này. Nó có gì không? Đấy, kết nối này chắc có Bluetooth rồi. Đây là bằng thép nữa, thép hết đấy. Con này lau đi cái cũng gần như mới luôn. Loa đấy, loa này mà giá trị này, nặng trịch luôn. Nên bị tải, loa đấy. Vẫn còn loa tiếp. Tiếp tục đến cái này là cái gì ạ? Chẳng hiểu nó là cái gì. À đây, băng dính, băng dính của Nhật họ dán vào đây luôn. Mình để mình nhấc cho xem nó là cái gì thôi nhé. Đây ạ, nó có số này, số 1 2 3 4 5. Để nhấc xem cái gì com này, chưa biết nó là cái gì. Ôi dồi, ôi giời, giật không biết là cái gì đây. Từ từ đã. À, như kiểu cái máy đánh trứng hay là máy gì đấy bác ơi. Đây này, cắm vào này. Khó hiểu nhỉ. Sao nó có hai băng kiểu kiểu bên hai bên này, quay quay này. Em không hiểu đâu nhé. Chỉ hiểu là con test com. Con này con test com. Cái gì đây? Em chưa hiểu nó là cái gì. Trong này nó có quạt gió này, chưa hiểu nó là cái gì đâu bác ạ. Đây, cắm hai chân của nó vào đây bằng inox. Nó là con Tedcom gì đây này. Đấy, còn trong cái khay này của nó là nó đựng này rồi. Ok, đấy, bác nào biết con gì thì gọi em Tuấn. Chưa biết nó là cái gì luôn, thật ra là chưa biết nó là cái gì luôn. Đấy, chưa biết là cái gì vậy. Thôi các bác muốn xem lại đợi tiếp nhé, clip nữa nhé. Đây, loa xịn này. Ui dù, một loa xịn này. Và loa xịn tiếp. Ui, còn nhiều cái lắm. HDMI rồi toàn đồ xịn nữa. Ui, mời bác clip sau nhé.